bố lại ham lá xoài à? Nhà Vân cái bệnh tiểu đường type 2 của bố đấy mà. Con có quà biếu bố đây. Cái gì vậy? Đây là sản phẩm đầu tiên được bào chế từ tinh chất lá xoài. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glutech dành riêng cho tiểu đường type 2, có công dụng hạ và ổn định đường huyết. Glutech giúp sống lâu hơn khi bị tiểu đường. Glutech hiện đang được bán tại nhà thuốc Đông Dược Vĩnh Thuận, số 10C Trưng Nhị, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Thì anh nên dùng sản phẩm Glutech để giảm tối đa các cái biến chứng của bệnh đái tháo đường mà chúng ta vừa trao đổi. Thì anh nên dùng sản phẩm này. Hay nói cách khác, anh dùng Glutech là phù hợp với bệnh lý của anh. Anh nên dùng sớm. Anh dùng từ giờ đến Tết là đã có hiệu quả rõ rệt rồi. Mức đường huyết hạ và ổn định hơn. Và không có cái biến chứng là tụt đường huyết kịch phát như thuốc Tây. Và xin thưa quý vị, về cái thảo dược, hôm nay chúng ta nói tới là có 5 thảo dược quý và một số chất như là kẽm, chrome và cái axit béo không no, alpha lipoic acid. Nhưng mà có 5 thảo dược đó, chúng ta phải đi vào từng thảo dược để giải thích được tại sao các thảo dược này lại có tác dụng hạ và ổn định đường huyết và giảm các biến chứng của đái tháo đường. Thứ nhất là cái chất xuất của lá xoài. Lá xoài đã được thế giới sử dụng để hỗ trợ điều trị hạ đường huyết và các hơn 300 công trình nghiên cứu trên nhiều nước tiên tiến đang nghiên cứu kỹ và sâu về các cái hoạt chất có trong lá xoài có tác dụng hạ và ổn định đường huyết. Cụ thể như thế này, nó có hai hoạt chất chính, mà chất nhất có tên là mangiferin và hoạt chất thứ hai là 3-beta-tasacerol. Hai hoạt chất này thì hoạt chất thứ nhất là mangiferin có tác dụng là giúp tái tạo các tế bào beta tụy đảo lăng hăng để tăng tiết insulin và nó hồi phục những cái tổn thương ở cái tuyến tụy đảo beta lăng hăng để tăng tiết insulin. Và theo các nhà nghiên cứu Ấn Độ thì hoạt chất mangiferin này nó có ức chế cái enzyme alpha oxidase, thì như vậy là nó giảm hấp thu đường tại ruột mà nhất là sau khi chúng ta ăn và cải thiện rối loạn tiêu hóa rồi giảm cái tình trạng gây sút cân, nó giảm và tác động tới 95,7% và giúp cho hạ đường huyết và ổn định đường huyết. Hoạt chất thứ hai có trong lá xoài, hoạt chất có tên là 3-beta-tasacerol. Hoạt chất này giảm sức đề kháng insulin rất là mạnh và như vậy nó tăng tổng hợp glucogen. Glucogen để dự trữ ở đường ở tại gan và khi mà cần thì nó lại giải phóng ra gluco để tăng năng lượng cho tế bào hoạt động, còn không thì nó tăng dự trữ glucogen tại gan. Công nghệ chiết xuất hiện nay đối với lá xoài đã chiết xuất được 98% các hoạt chất trong đó để giúp hạ và ổn định huyết. Thứ hai là hoàng bá. Chúng tôi biết hoàng bá đây là từ cái bài bát vị chi bá, tức là chữa tiêu khát trong y học cổ truyền. Tại sao hoàng bá lại có tác dụng hạ đường huyết? Bởi vì cái hoạt chất berberine, đây là một alkaloid có tác dụng tăng bài tiết insulin, cải thiện cái tình trạng kháng insulin cũng như giảm glucose huyết lúc đói và sau ăn, giảm HbA1c và rồi giảm LDLC và giảm cả mỡ máu triglyceride để giúp chống viêm, chống oxy hóa, rồi ngăn ngừa để cải thiện các cái suy thận do đái tháo đường. Và thảo dược thứ ba là quế chi. Quế chi tức là quế mà cành đấy, một cái vị thảo dược rất thông dụng, vị ngọt tính nồng cay, giúp ôn thông kinh lạc, giảm bớt cái biến chứng tê bì chân tay ở trong cái biến chứng của đái tháo đường là tê bì hai bàn chân đấy ạ, rồi giảm cái đau khớp, rồi điều hòa miễn dịch và như vậy là ở cái bệnh nhân đái tháo đường thì giúp cho cái tình trạng đường huyết ổn định hơn. Và thứ tư là vai trò mướp đắng. Mướp đắng ở đây là mướp đắng rừng. Bởi vì chúng ta biết mướp đắng rừng nó có các hợp chất như là charantin, rồi hợp chất polypeptide, oleanolic. Đây là ba cái hợp chất đã được phát hiện ở trong quả mướp đắng là có tác dụng tăng cái độ nhạy insulin, rồi tăng cái quá trình thủy phân lipid và như vậy giúp cho giảm mỡ máu này, giảm huyết áp này, giảm đường huyết này và giúp những cái biến chứng mờ mắt, đục nhân mắt cải thiện hơn. Và thảo dược thứ năm chúng ta phải nói tới đó là lan nim. Lan nim tức là cái cây xoan Ấn Độ có tác dụng giảm đề kháng insulin và phòng các cái biến chứng đái tháo đường. Đây là 5 thảo dược quý cộng với ba cái hợp hoạt ba cái chất nữa, tức là kẽm, rồi chrome và axit béo không no alpha lipoic acid đều có tác dụng giảm sức đề kháng insulin và giảm glucose huyết, giảm HbA1c,
cũng như LDRC chống oxy hóa mạnh, và khi kết hợp với quế chi, cành quế đấy, thì nó giảm cái biến chứng của đái tháo đường như tê bì chân tay, ngứa ngáy da, vân vân. Thì tóm lại, năm thảo dược quý có mặt trong sản phẩm có tên là Glutex giúp hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý đái tháo đường, giúp hạ đường huyết, ổn định đường huyết và giảm nhẹ tối đa các biến chứng do bệnh đái tháo đường gây nên. Vâng.